là cứ đều đặn hàng năm người ta cũng 100 triệu. Vâng. Đấy, em làm thì chắc em biết rồi, đúng không? Đấy, nhưng ở đây này, nó có cái hay của cái thẻ này. Tại sao hiện nay cái thẻ này của anh là đứng đầu toàn hệ thống, chưa có hãng nào vượt qua được. Đây, ví dụ thẻ kim cương này, chi phí, các chi phí này theo thực tế này, các ông này thì đã có hãng được 100 triệu này, chia ra điều trị có phẫu thuật là 60 triệu này, không có phẫu thuật 30 triệu một lần này, tiền giường bệnh này, điều trị này 500 nghìn một ngày này. Đấy, chi phí này, người thăm nuôi bệnh nhân này 500 nghìn một ngày này, được chưa? Đấy, những cái thẻ này thì cứ mức độ nó sẽ cao hơn nữa. Đấy, và các chi phí này thì chi trả theo chi phí thực tế này. Đấy, ok chưa? Thì cái điểm mạnh của cái thẻ của Gen này, đấy, thì bảo vệ đến năm 85 tuổi này, hệ thống bảo lãnh viện phí toàn quốc toàn cầu này, chi trả điều trị ung thư này theo phương pháp mới này, từ 7 phương pháp ung thư đều được chấp nhận này. Đấy, và được ở đây là có quyền lợi hạn mức trên đôi. Đây, có ví dụ như là hạn mức 100 triệu, nhưng nếu phát hiện ra khách hàng bị ung thư thì hệ thống nó sẽ cho lên hạn mức là 200 triệu trong vòng 36 tháng. Nghĩa là mỗi năm ông có 200 triệu đấy, trong vòng 36 tháng để ông duy trì cái phí để chữa bệnh. Ví dụ ông nào mua thẻ 5 tỷ này thì cái mức đó thì ông sẽ tăng lên là 10 triệu. Đây nhá, để tôi nói với cậu một cái này. Đây, với cái thẻ tiết kiệm này là hạn mức 100 triệu trên năm thì cái phí đóng nó tương đương tầm khoảng 6 triệu. Trong năm nay thì sẽ ra cái sản phẩm thấp hơn, để cái mức nó tầm khoảng 3 triệu thôi. Tức là phí đóng tầm 6 triệu một 6 triệu 6 triệu một năm. À, một năm.